Chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người dự án ăn chia 245.000 cái token CAPS đến từ sàn Bybit nhé. Thì để tham gia vào dự án này, mọi người cần phải đăng ký và KYC một tài khoản trên sàn Bybit. Đường link đăng ký mình có để dưới phần mô tả. Rồi, để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link sự kiện, sau đó làm các nhiệm vụ là follow Twitter này. Tiếp tục follow Twitter. Chọn theo dõi. Sau đó quay trở lại. Chọn continue. Rồi, sau đó mọi người sẽ join vào Telegram. Rồi chọn join, quay trở lại này, chọn continue. Tiếp theo join tiếp vào Telegram. Rồi mọi người sẽ bấm vào dòng chữ màu xanh này nhé để xác minh này. Ok, quay trở lại, chọn continue. Tiếp tục retweet bài đăng và test thẻ ba người bạn vào đây nhé. Rồi mọi người ok này, mọi người chọn retweet, chọn tweet lại, sau đó chọn like và mọi người bấm sang mục bình luận này cho mình và test ba người bạn vào. Chọn trả lời này. Rồi sau đó mọi người bấm vào đây. Sao chép đường link này. Ok, quay trở lại. Mọi người bấm chọn continue. Rồi nhiệm vụ ở dưới này. Mọi người gắn cái đường link retweet vào đây. Chọn continue. Tiếp tục là nhập UID của sàn Bybit. Thì mọi người quay trở lại sàn Bybit cho mình. Rồi mọi người bấm vào cái hình đầu người góc trái này. Và đây thì mọi người copy cái UID cho mình nhé. Sau đó quay trở lại. Nhập vào đây. Chọn Continue. Rồi sau đó thì gửi cho nó username của Twitter. Chọn Continue. Rồi ok mọi người. Như vậy mình đã dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.